Xin giới thiệu, đây là cái máy khoan từ hiệu Raptor, model là Element 75 để xây. Thì đây là phiên bản song sinh với cái model Element 75 để từ cố định. Thì cái dòng này nó vẫn có công suất là 1800W, hai cấp số cơ và điều khiển tốc độ vô cấp 6 cấp. Máy được tích hợp làm mát bên trong. Chúng tôi trong chính là MT3 hành trình cái ba chức năng, đó là khao quan sáng 32mm, quan cấp là từ 12 đến 75mm, đo rô từ M3 cho đến M24, lực từ là 18.500 N, cái này nó được sản xuất tại Anh Quốc. Đây, Sheffield, England, địa chỉ có tên đường tên đấy luôn. Thì ưu điểm là cái từ nó thể xây trái xây phải 15 độ. Xây trái xây phải 15 độ. Dịch trước rồi về sau 10 đến 20 mm. Rồi sau. Rồi đến phía trước. Từ xây. Thì ưu điểm của dòng này là nó thể khoan những cái lỗ lân cận nhau, ta rôn những lỗ lân cận nhau và không cần di chuyển máy nhiều. Từ nó xây. Tay cầm đoạn thao tác nhanh, có thể là di chuyển nghịch tùy theo cái thói quen sử dụng tay của người vận hành. Để